Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hãng TASS đưa tin ngày 12 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Nikolai Kapenko nói với các nhà báo rằng lãnh đạo cấp cao của Bộ Nội vụ Belarus đang đàm phán với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner về việc hợp tác với công ty này để huấn luyện lực lượng đặc biệt hiện đang được thành lập tại Belarus. Ông Kapenko cho biết, chúng tôi hiện đang đàm phán với đại diện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, những người sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc tiến hành huấn luyện lực lượng đặc biệt bằng cách chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu vô giá của họ. Ba đơn vị hoạt động đặc biệt của Belarus đã được thành lập vào mùa xuân năm nay với các căn cứ ở Brest, Gomel và Grodno. Các đội đặc nhiệm này sẽ được đào tạo bởi các huấn luyện viên của lực lượng triển khai nhanh đặc biệt. Họ là những huấn luyện viên có kinh nghiệm và từng tham gia chiến đấu ở Syria và Libya. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus, mục đích chính của các đơn vị hoạt động đặc biệt là sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Belarus trong các điều kiện đặc biệt. Điều này đòi hỏi các chiến binh phải đấu tranh chống lại các nhóm phá hoại và trinh sát, cũng như các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Lực lượng đặc biệt đã thực chiến trong vài tháng, tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời hợp tác chặt chẽ với biên phòng và lực lượng đặc nhiệm để tích lũy kinh nghiệm và phát triển những kỹ năng cần thiết. Theo hãng thông tấn tuyên truyền BLTA của Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố hôm 30 tháng 6 trong bài phát biểu nhân ngày độc lập của Belarus rằng rất tiếc là những chiến binh Wagner hiện chưa có mặt ở đây. Nếu các chỉ huy của họ, như tôi đã trao đổi với họ, đến và truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho chúng tôi sẽ tiếp thu kinh nghiệm này. Tổng thống Lukashenko cũng cho biết ông không e ngại các thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner vì ông đã biết họ từ lâu. Theo hãng tin AP, khi cuộc sống ở Nga trở lại bình thường sau cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê Wagner, thì căng thẳng hiện đang gia tăng trong và xung quanh nước láng giềng Belarus. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, chuyển đến Belarus là một phần trong thỏa thuận mà Điện Kremlin đã ký nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Nga. Prigozhin và các chiến binh của ông đã thoát khỏi sự truy tố và được Tổng thống Alexander Lukashenko đề nghị tị nạn ở Belarus. Ông Lukashenko hoan nghênh sự hiện diện quân sự liên tục của Nga tại nước này và việc triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở đó. Nhưng ông nhấn mạnh rằng các máy bay chiến đấu của Prigozhin sẽ không bảo vệ bất kỳ vũ khí hạt nhân nào. Ali Hassan Azarov, lãnh đạo nhóm du kích Bibon gồm các cựu thành viên quân đội Belarus cho biết, kiên quyết phản đối việc cho lính đánh thuê Nga đóng quân ở Belarus và đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt đối với lực lượng Wagner. Các nước láng giềng vùng Baltic cũng bày tỏ quan ngại về việc điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến an ninh khu vực. Trong một tuyên bố chung, các diễn giả quốc hội ở Estonia, Latvia và Litva kêu gọi Liên minh châu Âu coi Wagner là một tổ chức khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 7 thông báo nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất nhiệm vụ, bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga. Thông tin này được đưa ra sau hơn 2 tuần kể từ khi Wagner tổ chức một cuộc binh biến chóng vánh. Trong một video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các vũ khí gồm nhiều xe tăng, tên lửa và các vũ khí hạng nặng khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner đã chuyển hơn 2.000 thiết bị và hơn 2.500 tấn đạn dược cho quân đội Nga. Theo Reuters, nếu đúng như vậy, việc bàn giao vũ khí là dấu hiệu cụ thể nhất, cho thấy rằng Wagner, những người đã tham gia chiến đấu trên một số mặt trận khốc liệt nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, đang rút khỏi các hoạt động chiến đấu ở đó. Việc này cũng đúng. Theo một thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đã chỉ trích gay gắt các chỉ huy Bộ Quốc phòng Nga về những quyết định trong khi tham chiến tại Ukraine. Trong cuộc nổi loạn ngày 24 tháng 6, những người lính đánh thuê đã giành quyền kiểm soát thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga và bắn hạ một trực thăng quân sự không xác định. Hãng TASS đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với ông Yevgeny Prigozhin và những người chỉ huy khác của Wagner tại Điện Kremlin vào ngày 29 tháng 6. Ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã mời 35 người, bao gồm ông Prigozhin và tất cả các chỉ huy tiểu đội và lãnh đạo của công ty quân sự tư nhân Wagner. Tổng thống Putin đã đưa ra đánh giá của mình về các hành động Wagner
trên tiền tuyến trong chiến dịch quân sự đặc biệt và vụ nổi loạn ngày 24 tháng 6. Ông Peskov nói Tổng thống Putin đã lắng nghe những lời giải thích từ các chỉ huy Wagner và đưa ra cho họ những lựa chọn mới cho việc tuyển quân và tham gia chiến đấu. Những người lãnh đạo Wagner cũng đã chia sẻ với Tổng thống Putin những gì đang diễn ra hôm 24 tháng 6 dưới góc nhìn của họ. Họ nhấn mạnh rằng Wagner là những người ủng hộ và binh lính trung thành của ông Putin và Wagner sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì nước Nga. Ngày 12 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không có thông tin nào cho thấy các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã đến một căn cứ hạt nhân của Nga trong cuộc nổi loạn ngày 24 tháng 6. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết tuyên bố tương ứng của Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov là thông tin giả. Ông Budanov từng nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng các chiến binh Wagner được cho là đã đến một cơ sở an ninh cao nhưng không thể vào bên trong. Kênh Telegram của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đăng một số bản ghi âm vào tối 23 tháng 6 với các tuyên bố buộc tội giới lãnh đạo quân sự của Nga. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cho biết, trước khi xảy ra binh biến, ông Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông đã được thông báo rằng nhóm Wagner sẽ không còn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nữa. Theo tờ The Times, trong ngày 12 tháng 7, trang tin Rosette của Nga đã tiết lộ về việc ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, mắc bệnh ung thư, phải cắt bỏ một phần dạ dày. Ông ấy đã trải qua một đợt trị liệu căng thẳng, may mắn là các khối u đã ngừng phát triển, nhưng ông ấy vẫn phải cắt một phần dạ dày và ruột. Một nhân viên giấu tên của ông Prigozhin nói với Rosette. Tờ Daily Mirror cũng cho biết, một báo cáo mới đây đã tiết lộ rằng quyết định phát động một cuộc binh biến chống lại Moscow của Yevgeny Prigozhin có thể được thúc đẩy bởi quá trình điều trị căn bệnh ung thư. Các nhân viên cũ của nhà tài phiệt Nga cho biết người đàn ông 62 tuổi này đã trải qua quá trình điều trị ung thư dạ dày. Tuy nhiên, họ đã nói điều này với một ấn phẩm hiện bị cấm ở Nga và tuyên bố rằng Prigozhin không có gì để mất trước cuộc hành quân của tập đoàn Wagner tới Moscow. Được biết, căn bệnh ung thư dạ dày của thủ lĩnh lính đánh thuê hiện đã thuyên giảm sau một thời gian dài trải qua điều trị nghiêm túc. Nhưng các nhân viên cũ cho biết họ nhận thấy ông chủ của mình luôn tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, ngay cả sau khi điều trị. Từ khi ngã bệnh rồi khỏi bệnh, ông ấy cấm mọi người giao tiếp với những kẻ buôn bán ma túy ở châu Phi hay Syria. Một cựu nhân viên khác cho biết thêm, cuộc binh biến của nhà lãnh đạo bắt đầu vào ngày 23 tháng 6, được tuyên bố là một cuộc tuần hành đòi công lý nhằm loại bỏ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Khi Wagner tấn công vào một kho chứa dầu ở vùng Voronezh của Nga vào ngày 24 tháng 6, một chuyên gia ở Anh đã cảnh báo ông Prigozhin không phải là bạn của phương Tây. Tiến sĩ Colin Alexander, một chuyên gia về truyền thông chính trị từ Đại học Nottingham Trent cho biết, ở thời điểm này cần phải làm rõ rằng Wagner không phải là bạn của phương Tây và một cuộc đảo chính thành công không nên được coi là một diễn biến tích cực. Nếu tham vọng để Nga cuối cùng trở thành thành viên của cộng đồng các quốc gia tự do và dân chủ, thì điều đó sẽ không đạt được thông qua chính quyền Moscow do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!